chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, sau nhiều ngày duy trì trạng thái nắng nhiều, nắng mạnh vào ban ngày, từ ngày mai tại khu vực Đồng Bằng và Trung Du Bắc Bộ trời vẫn tiếp tục có nắng, nhưng cường độ nắng sẽ có xu hướng giảm. Nhiệt độ cao nhất trên toàn miền vì thế cũng không vượt quá ngưỡng là 33 độ. Sau đó, từ đêm mai ngày 26 tháng 9 sang đến ngày 27 tháng 9, tức là thứ năm tuần này, do tác động ban đầu của khối không khí lạnh nên tại các tỉnh vùng núi phía Bắc, mưa sẽ bắt đầu xuất hiện, sau đó sẽ lan dần xuống các tỉnh Trung Du và Đồng Bằng, trong đó có cả thủ đô Hà Nội. Do có sự xáo trộn mạnh trong bầu khí quyển nên trong cơn dông có thể xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Những cơn mưa ít có khả năng kéo dài, nhưng nhờ có mưa, nền nhiệt sẽ giảm dần, trời chuyển mát mẻ hơn, với nhiệt độ cao nhất chỉ phổ biến là từ 29 đến 32 độ trong ngày 27 tháng 9, và tiếp tục có xu hướng giảm thêm từ 1 đến 2 độ trong ngày 28 và sang cả ngày 29 tháng 9. Thưa quý vị và các bạn, trong 2 ngày quốc tang tưởng niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại thủ đô Hà Nội và tỉnh Ninh Bình, thời tiết cũng có sự tương đồng. Trời có nắng và không mưa trong ngày 26 tháng 9 với mức nhiệt cao nhất trong ngày dao động trong khoảng là từ 32 đến 33 độ. Còn sang ngày 27 tháng 9, trời sẽ chuyển nhiều mây và có thể xuất hiện những cơn mưa rào rải rác. Nhiệt độ cũng giảm dần xuống còn 30 đến 31 độ. Với các tỉnh thuộc khu vực Trung Bộ, ngày mai toàn khu vực thời tiết ít biến đổi, trời vẫn ít mưa, nắng nhiều và nhiệt độ duy trì ở mức là từ 32 đến 35 độ nên cảm giác khá nóng. Sau đó, không khí lạnh cũng ảnh hưởng đến các tỉnh phía Bắc miền Trung, nên từ ngày 28 tháng 9, tức là thứ Sáu, ở các tỉnh từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh sẽ xuất hiện mưa rào và dông. Trong cơn dông có thể xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Sau đó, mưa lan dần xuống các tỉnh khác thuộc Trung Trung Bộ, trong đó có nơi sẽ xuất hiện mưa với lượng mưa khá kèm theo dông mạnh. Do có mưa nên nền nhiệt cao nhất trong ngày 28 tháng 9 ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ giảm dần từ 1 đến 3 độ xuống còn 29 đến 32 độ. Riêng tại khu vực Nam Trung Bộ, các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận, thời tiết ít biến đổi. Ngày trời vẫn có nắng và mưa dông chỉ xuất hiện mang tính chất địa phương vào chiều và tối. Nền nhiệt cao nhất ngày tại đây vào khoảng là từ 31 đến 33 độ. Đối với khu vực phía Nam, trong 2 đến 3 ngày tới, gió Tây Nam tại đây suy giảm dần, thay thế vào đó là trường gió Đông Bắc, vì vậy mưa tại khu vực này cũng sẽ giảm nhanh, về diện vài nơi, ngày nắng, nền nhiệt có xu hướng tăng nhẹ so với những ngày trước. Nhiệt độ ban trưa cũng sẽ phổ biến ở mức là từ 29 đến 32 độ tại các tỉnh Tây Nguyên và từ 31 đến 33 độ tại các tỉnh Nam Bộ. Điều đáng lưu ý là mặc dù mưa giảm, nhưng trong những ngày tới, mực nước sông Cửu Long tiếp tục lên theo kỳ chiều cường, nên có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp và mất an toàn đê bao tại các tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Long An. Bà con sản xuất nông nghiệp và người dân sinh sống tại đây cần lưu ý. Chuyển sang thông tin thời tiết biển, trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, thịnh hành hướng Bắc đến Đông Bắc với cường độ ở mức là cấp 4 đến cấp 5. Riêng khu vực phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông trong ngày 26 tháng 9 có thể có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật trên cấp 6, biển động. Còn khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, thịnh hành hướng Tây Nam với cường độ không mạnh ở mức là cấp 4, có lúc cấp 5, nhưng vẫn có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông trong khoảng ngày 26 đến ngày 27. Sau đó mưa có xu hướng giảm dần. Đến đây thì bản tin thời tiết cuối ngày 25 tháng 9 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.